TV Live Đó Đây Cuộc Sống xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại tìm hiểu về một cái góc phố ở Đồng Xoài, và chỗ này là quốc lộ 14 ở phường Tiến Thành. Và trước mặt chúng ta đây là một cái trường chuyên Quang Trung các bạn, trường chuyên Quang Trung, và cái hướng này là hướng đi Đắk Lắk, Đắk Nông. Và một cái điểm mới của chúng ta tìm hiểu coi thành phố Đồng Xoài có gì thay đổi. Sau một thời gian lên đô thị rồi thì có đặc trưng gì ở đây? Đây, hướng này là hướng về Trơn Thành, hướng về hướng về Trơn Thành. Ta thấy là xe cộ, ô tô rất là nhiều ha. Có vẻ là sau cơn sốt đất thì Đồng Xoài rất nhiều ô tô mọc lên. Dự đoán thôi các bạn nhé, các bạn xem con có phải không. Và chúng ta sẽ đi quay một số, xem một số cái góc phố ở gần đây. Đây là một cái ngã tư. Đường này là đường Trần Hữu Độ. Trần Hữu Độ các bạn. Thì có một cái nhà sách là nhà sách Việt Nam. Rồi chúng ta đi vào đây chúng ta đi xem cái nhà tù này thì có cái gì. Chỗ này có gì, có nhiều ô tô lâu này đây, có thể là con cà phê, con cà phê bọn ta đi vào cái khu vực này. Bán rất là đông. Quay làm kỷ niệm lắm. Tuy là quay làm kỷ niệm mà ngày xưa nhà cháu ở đây. Qua một thời gian quay lại thì thấy rất là đông người.
xoài phát triển rất là nhanh.
và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình video tiếp theo nhé. Thân ái chào các bạn.